Dạ, cái đến chúng con xin chuyển đến cho mấy thầy Thích Hạnh Phú và mấy Phật tử Nguyễn Tâm chuẩn bị âm thanh và camera của mình ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Hạnh Phú có câu hỏi hỏi dùm cho một vị đồng tu đang có mặt trên sân mạng. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa lão cư sĩ Âm, cho con một lời khuyên. Con năm nay 26 tuổi mới biết đến Phật pháp được 2 năm. Trước đây còn trẻ, con chỉ niệm Phật mà chưa nghe pháp nhiều. Thời gian gần đây con nghe pháp, xem Zoom nhiều hơn và buổi tối có niệm Phật, cộng tu cùng đạo tràng. 4 tháng nay con có dạy tu từ 4 giờ sáng với mẹ, nhưng con cứ buồn ngủ nên mẹ con vào tu được một lúc rồi con mới vào tu. Hay thỉnh thoảng mệt, buồn ngủ quá thì con ngủ luôn tới sáng. Ngồi thời khó con có niệm Phật nhưng hay quên, lúc nào nhớ thì con lại niệm. Xin thầy cho con hỏi, con tu giải đãi và vi phạm giới luật về thời gian như vậy thì có công đức không ạ? À? Con xem Zoom thấy có Phật tử mới niệm Phật mà tâm từ bi đã mở ra, ăn thịt chúng sanh thì nôn ra. Con ăn chay trường được 2 năm nhưng con không sợ, chỉ không thèm thôi ạ. À. Con nghĩ là do niềm tin còn yếu, chưa chí thành chí kính nên tâm từ bi của con chưa mở ra. Mặc dù con vẫn tự nhắc mình phải tin cho sâu, phải chí thành chí kính, nhưng con thấy bản thân mình cứ tà tà. Xin thầy chỉ giúp cho con một lời khuyên để niềm tin của con được tăng trưởng và lòng chí thành của con được tăng trưởng ạ. Con thành kính tri ân lão cư sĩ Duy Âm. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Con năm nay 26 tuổi mà biết tu, mà biết tự giác như vậy thì đầu tiên bác Diệu Âm vỗ tay hoan hô con trước đã. Nếu mà 30 năm sau con nói lại là con sao vẫn còn dở, vẫn còn yếu, vẫn còn giải đãi quá, thì Diệu Âm sẽ tiếp tục hoan hô con. Nếu mà 30 năm sau con gặp một vị người nào đó, một vị thầy nào đó tới vỗ tay, tự nói là thầy ơi con bây giờ là ngon lắm rồi, con tu tốt lắm rồi, con tu không ai bằng con nữa, con không còn giải đãi nữa, thì vị thầy đó chắc chắn sẽ la con chứ không khen. Kiểu tại sao không? Luôn luôn phải thấy mình còn dở, luôn luôn phải thấy mình còn yếu, luôn luôn phải hiểu rằng nghiệp chướng của mình nặng nề vô cùng. Một đời này tụ không dễ dàng gì ngon lành đâu. Như vậy thì hôm nay con khoe với bác Diệu Âm là con sao có nhiều lúc còn buồn ngủ, có nhiều lúc còn giải đãi, sao tâm từ bi chưa khoe ra. Bác Diệu Âm bắt đầu khen con. Nếu 10 năm sau gặp lại, giả sử như lúc đó bác Âm còn, con khoe nói sao con vẫn tiếp tục giải đãi, sao con vẫn tiếp tục khó khăn, sao con tâm từ bi chưa mở, thì một lần nữa bác Âm lại khen con. Chứ nếu 10 năm sau con nói bác Diệu Âm ơi, bây giờ tâm từ bi của con là number one rồi, con tu là number one rồi, rồi đức hạnh của con cũng number one rồi, cái gì cũng number one hết, tức là số một hết, thì lúc đó bác Diệu Âm lại trách con, chưa gì mà đã cho mình ngon rồi sao con, nghiệp chướng của con vẫn còn ê hề đó mà sao dám ngồi nghĩ là mình ngon, quán thân trai chủ của con vẫn còn nguyên đó mà sao cho mình ngon. Hãy nhớ cho kỹ, cho nên khi cho mình ngon là bị la, mà cho mình dở là được khen, là như vậy. Như vậy thì rõ ràng mình tu cố gắng nhiều lắm nhưng mà vô tu vẫn còn ngủ, chứng tỏ rằng nghiệp chướng của mình vẫn đeo đẳng bên cạnh. Nhớ ngang con, mình muốn tu cho tốt nhưng mà tu xuống thì ngủ gục lên, ngủ gục xuống. Tại sao ngủ gục như vậy? Tại vì nghiệp chướng nó lôi mình lại, nó kéo mình xuống đấy, con biết không? Buồn ngủ, ngủ gục nó thuộc về sắc ấm, tức là cái thân thể mình là thân ngủ ấm ma, là cái ma chứ nó kéo mình lại. Hãy dùng cái tâm lực vững vàng của mình mà khắc phục nó đi, con biết không? Có những vị ngồi thiền đó,
hễ ta ngồi xuống là đau lưng, đau cổ, đau chân, mỏi gối, thạo cử hỗn trầm. Người ta chịu thua thì bị cái sắc ấm nó kéo lại không cách nào vượt được. Các ngài mới nghĩ à, cái thân này là cái đồ bỏ, ta quyết lòng không chịu nó nữa, ta quyết lòng phải khắc phục nó, ta vượt nó. Người ta quyết lòng một cái thì một thời gian ngắn ngủi tất cả những cái đó không cách nào có thể kéo chồng kéo chẳng các ngài được. Thì bây giờ đây ta không ngồi thiền mà ta niệm Phật, ta niệm Phật mà buồn ngủ, ta nhất định không thể nào để cho cái buồn ngủ này nó khắc phục ta, không thể nào để cái giải đãi này khắc phục ta. Ta quyết định có cái đồ này là cái đồ bỏ, thân này là cái thân bỏ, cứ làm như vậy tự nhiên con sẽ vượt qua tất cả những cái mà gọi là sắc ấm, rồi thọ ấm, tưởng ấm gì đó bỏ hết, tức là ngủ ấm mà nó không còn kéo mình nữa thì mình vượt qua. Cho nên mong còn phải nhớ luôn luôn phải cố gắng làm thiện làm lành, luôn luôn phải cố gắng quyết tâm niệm Phật cầu về Tây Phương. Càng niệm mà thấy nghiệp chướng của mình càng đeo, chứng tỏ mình vẫn còn là phàm phu, vẫn còn là phàm phu thì nhất định phải yêu cầu mình, tự mình phải yêu cầu mình cố gắng lên nhé, quyết lòng đi niệm Phật với mẹ nhé. Nhớ chịu chưa, không sợ sệt gì cả. Bác Dư Âm thường hay nói sai lầm không sợ, mà sợ người không thấy sai lầm. Tội chướng không sợ, mà sợ người không biết tu. Làm sai làm tội không sợ, mà sợ người không biết sám hối. Như vậy con phải sám hối, con phải quyết lòng giữ vững tâm hạnh khiêm cung, chí khí hùng hồn, quyết lòng vượt qua thì tự nhiên con sẽ vượt qua tất cả, con sẽ là người tốt và người sẽ vãng sanh sau này vậy. Chịu không con? A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm cảm niệm công đức là Sư Dư Âm. Chúng con thành tâm cảm niệm công đức. Câu hỏi từ thầy Thích Thành Phú.